Vâng, chuyên mục thanh lý quần áo ở bên Nhật về nhá quý vị nhá. Đây. Đấy. Ông bạn ông gửi đóng gói cho một ít quần áo Sida. Đây nhá quý vị nhá, quần áo Sida ở bên 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 Nhật về này. Đây. Đấy. Vẫn còn mác ở bên trong này, đấy. Còn đây đấy, đây. Đây là cái áo này. Mấy người mẫu nhà em thì đang đi bốc hàng rồi, đâm ra là không không có ai người mẫu đây chứ. Đấy. Áo này đây, quý vị nhìn này, đấy. 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 Đây nhá. Mẫu ở đây luôn này. Đấy. Đấy, chả biết nó là cái gì. Còn cái áo này này. Đấy. Áo này hình như còn chưa mặc gì sao, em thấy có cả lết là này. Vẫn còn lết là luôn. Đấy. Thanh lý nhá. Thanh lý cho quý vị. Đấy, quần này đẹp thật đấy, quần vải chất thật đấy quý vị ạ nhá. Quần này vải chất thật đấy. Cái quần này quần này mẫu nó đẹp thế nhỉ? Quần này 40.000. Đây nhá. Đấy, về quý vị giặt đi. Đấy, đây nhá. Đấy quý vị nhìn này, đấy. Quần 40.000. Áo này dùng làm áo chống nắng được đấy. Ui giời, vàng tuyệt vời. Áo 40. Còn cái áo này hình như cảm giác nó mới không cưng khựng hay sao. 30. Nè, quý vị nào lấy thì alo em nhá. Số điện thoại là 0966 594 581 nhá. Địa chỉ 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhá. Quý vị lấy cả ba cái này là 100.000 nhá. Đấy. Riêng quý vị đi mua quần này chắc chắn là phải mất 400-500.000 rồi. Chắc chắn luôn. 400-500.000 cái quần này. Đấy. Không biết gì đâu nhá. Ba thứ này 100.000, vâng. Quý vị nào lấy alo cho em ngay nhá. Vâng. Em xin cảm ơn.